Thưa đồng chí Lê Khả Phiêu, Phan Văn Khải, Nguyễn Văn An và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Thưa Ngài Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait, Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Nhật Bản Kuwait và các bạn. Chúng ta rất vui mừng có mặt tại đây để chính thức, tôi xin nhấn mạnh là chính thức khởi công xây dựng dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa. Đây là một dự án liên hợp lọc hóa dầu có quy mô lớn nhất, công nghệ hiện đại nhất được xây dựng tại nước ta trong đến thời điểm hiện nay. Dự án có quy mô sản xuất chế biến các loại sản phẩm hóa dầu 10 triệu tấn một năm với tổng vốn đầu tư ước tính ban đầu là trên 9 tỷ đô la Mỹ. Đây là một dự án có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Thanh Hóa nói riêng, của cả nước nói chung, và nó cũng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thanh Hóa, của khu vực Bắc Trung Bộ, của cả nước. Dự án này sau 40 tháng xây dựng đi vào hoạt động theo tiến độ là giữa năm 2017, thì cùng với sản lượng của nhà máy này, của liên hợp lọc hóa dầu này cùng với nhà máy lọc dầu Dung Quất, thì chúng ta, nước ta sẽ đảm bảo đủ, đảm bảo được 2/3 tổng lượng các sản phẩm hóa dầu cho cả nước, 2/3. Thay mặt chính phủ, tôi chúc mừng, đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu vượt qua khắc phục rất nhiều khó khăn, thực hiện một khối công việc rất lớn của chủ đầu tư. Chủ đầu tư bao gồm người bộ ngành của chính phủ Việt Nam đã tháo gỡ rất nhiều khó khăn, làm rất nhiều, và đặc biệt là tôi đánh giá rất cao, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thanh Hóa đã di dời tái định cư hàng nghìn hộ dân gần cả một xã đến nơi ở mới, để hôm nay chúng ta có một cái mặt bằng hoàn chỉnh để triển khai xây dựng cái khu liên hợp lọc hóa dầu hiện đại này. Nhân đây, thay mặt chính phủ, tôi hết sức cảm ơn về sự hỗ trợ ủng hộ của chính phủ Nhật Bản, chính phủ Kuwait rất ủng hộ và hợp tác rất thiện chí để tạo mọi điều kiện cho chủ đầu tư, cái tổ hợp chủ đầu tư để thực hiện tất cả các cái công việc chuẩn bị. Đến hôm nay chúng ta đã đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam là khởi công, chính thức khởi công xây dựng
dự án khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa, một công trình lớn, quy mô lớn, công nghệ hiện đại, có vốn đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực dầu khí đến thời điểm hiện nay trên đất nước Việt Nam. Tôi đánh giá rất cao, hoan nghênh bài phát biểu rất là hữu nghị tốt đẹp của ngài Phó Thủ tướng Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait, bài phát biểu của ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam rất là hữu nghị, rất là tốt đẹp. Chúng tôi đánh giá cao, rất là cảm ơn ý kiến đó của các bạn. Và cũng nhân đây thay mặt chính phủ và nhân dân các tỉnh miền Trung, tôi chân thành cảm ơn ngài Phó Thủ tướng Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait vừa quyết định công bố là nhân dịp này hỗ trợ ủng hộ cho đồng bào bị thiên tai bão lũ ở miền Trung của chúng ta vừa qua $3 triệu. Tôi hết sức cảm ơn. Thưa các đồng chí, thưa đồng bào, hôm nay chúng ta rất là vui mừng chính thức làm lễ khởi công. Có thể nói đây mới là cái bước khởi đầu. Tuy rằng đây là bước khởi đầu rất quan trọng, nhưng là cũng là mới là bước khởi đầu. Để đưa nhà máy này, đưa khu liên hợp hóa dầu, lọc hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa của chúng ta đi vào hoạt động, còn rất nhiều việc phải làm. Nhiệm vụ còn rất nặng nề, công việc còn rất nặng nề, và chắc chắn không tránh khỏi những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Vì vậy, thay mặt chính phủ, tôi yêu cầu chủ đầu tư, trước hết là chủ đầu tư, bao gồm, tôi nhắc lại là bao gồm 4 tập đoàn lớn của Việt Nam, của Kuwait, của Nhật Bản, mà người đại diện trực tiếp tại đây là công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn. Rồi cùng với các nhà thầu tư vấn, các nhà tổng thầu EPC của dự án phải đề cao trách nhiệm, nghiêm túc triển khai thực hiện các cam kết mà các bạn đã cam kết trong bản hợp đồng, trong hợp đồng thực hiện đúng những cái điều mà đã cam kết trong hợp đồng, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam để đảm bảo tiến độ, chất lượng của dự án, của công trình này. Tôi cũng yêu cầu các bộ ngành của chính phủ Việt Nam, mà trực tiếp là Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam, chủ trì phối hợp với các bộ, rồi với tỉnh Thanh Hóa, với chủ đầu tư để ủng hộ, để hỗ trợ, rồi cùng tháo gỡ khó khăn vướng mắc, để theo dõi sát sao để thúc đẩy dự án, để thúc đẩy cái tiến độ xây dựng dự án này với tinh thần là đúng chất, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng như dự án đã được thẩm định phê duyệt, bảo đảm an toàn, hiệu quả, chất lượng, tiến độ của công trình. Nhân đây, tôi thay mặt chính phủ, tôi cũng đánh giá rất là cao tỉnh Thanh Hóa của chúng ta, một tỉnh đất rộng, người đông, nếu tính dân số là chỉ sau của thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trong những năm qua đã nỗ lực phấn đấu, đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nhưng mà tiềm năng, lợi thế, cơ hội, điều kiện
để phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn của thanh hóa chúng ta là rất lớn. Tương lai trước mắt chúng ta là có thể tối đa tôi đi từ Hà Nội vào Thanh Hóa chỉ mất đúng có 2 tiếng, nhưng mà chưa hoàn thiện, ước là chúng ta hoàn thiện chắc là nhanh hơn rồi á. Là đó, Thanh Hóa chúng ta bây giờ đó là điện của Thanh Hóa. Bây giờ thì Thanh Hóa cân đối đủ điện cho trước mắt mà cho hàng chục năm tới. Hiện nay là vừa được công suất điện phải diễn tải đi cho khu vực và trong cả nước điện năng. Rồi các công trình khá hoàn chỉnh. Rồi Thanh Hóa cũng đã là một cái trung tâm sản xuất xi măng lớn nhất của cả nước. Rồi mới đây chúng ta đã đưa cảng Nghi Sơn hoạt động hiệu quả và có triển vọng là phát triển trở thành cảng nước sâu để tiếp nhận tàu có trọng tải lớn. Rồi cũng mới tháng mấy trước đây thôi thì sân bay Sao Vàng, sân bay đạt tiêu chuẩn quốc tế đã được đưa vào sử dụng và bước đầu là phát huy hiệu quả tích cực và có khả năng. Và hôm nay đặc biệt là chúng ta cùng nhau vui mừng khởi công xây dựng khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn với quy mô lớn, công nghệ hiện đại. Và công trình này nó có coi như là một động lực, như là một cú hích có sức lan tỏa không chỉ trước mắt mà lâu dài để phát triển công nghiệp dịch vụ cho cả tỉnh Thanh Hóa chúng ta, cho cả khu vực. Với những cái tiềm năng thuận lợi mở ra như thế thì chúng tôi rất mong rằng đảng bộ quân dân Thanh Hóa chúng ta nhận thức sâu sắc cái thuận lợi này, nỗ lực vượt bậc hơn nữa, bứt phá lên để sớm đưa tỉnh Thanh Hóa của chúng ta trở thành cái tỉnh công nghiệp cơ bản, trở thành một tỉnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vào năm 2020, như nghị quyết đại hội 11 đã đề ra là đến năm 2020 nước ta cơ bản thành nước công nghiệp rộng, người ta có tiềm năng lớn như thế, cơ hội thuận lợi tốt như thế thì ít nhất cũng là bằng với cả nước, không vượt hơn, sớm hơn cả nước thì cũng bằng cả nước. Là đến năm 2020 Thanh Hóa của chúng ta cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, vừa cho Thanh Hóa chúng ta, vừa cho khu vực Bắc Trung Bộ, vừa đóng góp vào cái sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Với tinh thần đó, Thanh Hóa cần phải làm nhiều việc, nhưng mà tôi đề nghị lưu ý các đồng chí tập trung làm mấy việc. Trước hết là phải ra soát bổ sung quy hoạch và cơ chế chính sách nhằm vào cái hướng phát huy khai thác tốt nhất tiềm năng lợi thế của tỉnh nhà của chúng ta, tiềm năng lợi thế để phát triển nhanh nhất hiệu quả cho tỉnh, cho khu vực, góp phần cùng cả nước quy hoạch cơ chế chính sách một cách thiết thực cụ thể để huy động các quyền hạn, trách nhiệm, quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ được giao. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình cùng với các cơ quan, các bộ ngành, cùng với Thanh Hóa để tập trung ủng hộ chủ đầu tư để hoàn thành cái dự án có ý nghĩa rất quan trọng này và góp phần cùng với Thanh Hóa.